Thưa quý vị và các bạn, tiểu mục Cà phê nóng sẽ tiếp tục ngay sau đây với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Và sự kiện quốc tế được đánh giá là đáng chú ý nhất của năm 2020 này, đó chính là cuộc bầu cử Mỹ. Và cuộc bầu cử này đang nóng hơn bao giờ hết khi mà các bang cuối cùng chuẩn bị công bố kết quả bỏ phiếu. Và tính đến 5 giờ sáng theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump giành được 214 phiếu đại cử tri, trong khi ông Joe Biden có lợi thế hơn với 264 phiếu. Chiều tối ngày 4 tháng 11 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng ngày 5 tháng 11 giờ Việt Nam, ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden đã giành thêm chiến thắng tại một bang chiến địa vô cùng quan trọng nữa là Michigan trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Với chiến thắng ở Michigan, ông Biden đã có tổng cộng là 264 phiếu đại cử tri và chỉ cần 6 phiếu nữa để giành thắng lợi chung cuộc. Hiện ông Biden cũng đang dẫn trước ông Trump tại bang Nevada, nơi có 6 phiếu đại cử tri. Tại Nevada, Ủy ban bầu cử bang này cho biết sớm nhất phải đến ngày 5 tháng 11 mới có thể công bố kết quả bầu cử. Như vậy, để lật ngược thế cờ và giành chiến thắng, giờ đây Tổng thống Trump phải giành chiến thắng ở tất cả các bang còn lại. Đang kiểm phiếu gồm Nevada, Georgia, North Carolina, Alaska và Pennsylvania. Trước đó, ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden cũng đã giành chiến thắng tại bang chiến địa vô cùng quan trọng Wisconsin trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Chiến thắng tại bang miền Trung Tây Wisconsin được đánh giá là có ý nghĩa bước ngoặt trong cuộc bầu cử năm nay. Wisconsin và Michigan chính là các bang mà Tổng thống Trump đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử năm 2016.